trong những showroom chính hãng của Nissan tại Việt Nam. Đây sẽ là nơi trưng bày các mẫu xe mới để quý khách có thể thỏa thích tham quan và cũng sẽ là nơi để khách hàng có thể bảo dưỡng và sửa chữa chiếc xe cưng của mình. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng với Kim Oanh vào khám phá showroom này nhé. Mời quý vị sẽ cùng đến với không gian trưng bày của showroom. Đây sẽ là nơi Nissan giới thiệu và tư vấn với khách hàng về những mẫu xe mà quý khách đang vân vân và muốn sở hữu chúng. Và hiện tại thì trong showroom đang trưng bày các mẫu xe như là Terra, Navara, XTRAIL và Sunny. Quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã tham quan khu trưng bày và sau đây thì Kim Anh xin mời quý vị sẽ đến với khu vực thứ hai cũng rất là quan trọng. Đây là khu vực tiếp nhận, bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa. Tại đây thì xe của quý khách sẽ được bộ phận cố vấn dịch vụ tiếp nhận thông tin và sau đó tiến hành đưa vào sửa chữa. Được sửa chữa thì đây sẽ là khu vực cho quý khách nghỉ ngơi và thư giãn. Ở khu vực này thì quý khách có thể xử lý công việc ở trên máy tính được trang bị sẵn ở phía bên kia. Ở ngoài ra thì chúng ta còn có thể đọc tạp chí, đọc thông tin với kệ báo và tạp chí. Và đặc biệt là ở khu vực này, quý khách có thể phóng tầm ngắm của mình ra để quan sát xe yêu đang được sửa chữa. Đây là khoang bảo dưỡng nhanh. Xe của quý vị sau khi được bộ phận cố vấn dịch vụ tiếp nhận thông tin, chúng ta thỏa thuận qua các hạng mục sửa chữa và cũng như là chốt về chi phí sửa chữa thì xe sẽ được tiến hành vào khoang bảo dưỡng nhanh để tiến hành sửa chữa. Tại đây thì xe yêu của quý vị sẽ được chăm sóc trong vòng 30 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ. Một dòng xe mới của Nissan thì sẽ có ưu đãi là được giao nhận hàng ngay lập tức.